em làm cáp treo. Thì cáp treo có công dụng là vận chuyển hàng hóa và vận chuyển người để trong những khu vực mà không bằng phẳng. Cáp treo còn có là cabin. Cabin động cơ và dây cáp. Còn một cái quan trọng nữa là có cái gì đó mới chạy được. Cabin. Rồi. Cái máy lọc nước để tưới cho cây khi cây khô. Rồi. Sao nữa? Có đồ đo nhiệt để lúc mà cây khô thì để tưới. Ừ.